Đang là đương kim vô địch tại đấu trường UEFA Champions League, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola vừa qua đã giành được chiến thắng 3-1 để thuyết phục trước Copenhagen. Nhạc trưởng Kevin De Bruyne là người mở điểm cho đại diện Anh Quốc với bàn thắng ở phút thứ 10. Bàn thắng thứ hai của Man City được Bernardo Silva ghi được ở phút 45. Cuối trận, Foden đã kết thúc một đêm kinh hoàng cho đại diện đến từ Đan Mạch với bàn thắng ở phút 90+2. Copenhagen chỉ có bàn thắng danh dự ở phút 34 do công của Magnus Martin. Sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Pep Guardiola đã có một vài phát biểu đáng chú ý như sau. Một trận đấu tốt và kết quả cũng tốt, tôi cảm thấy hài lòng với những cầu thủ của mình đã thể hiện những phẩm chất tốt nhất trong trận đấu này. Copenhagen đã có những lúc thi đấu đầy nỗ lực, tuy nhiên ngày hôm nay là của chúng tôi hạnh phúc vì chiến thắng vừa qua. Sau đó, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã cập nhật một chút về các chấn thương mà đội bóng mình đang gặp phải. Pep nói, Bernardo dường như gặp phải một chút vấn đề ở mắt cá chân, tuy nhiên mọi chuyện không có gì phức tạp cả. Đội ngũ y tế của City đang thăm khám cho anh ấy. Còn về Jack Grealish, tôi tin rằng Jack bị đau cơ, tình hình có không ổn lắm, tuy nhiên tôi sẽ cập nhật thêm với các bạn về trường hợp của anh ấy. Hiện tại toàn đội cần nghỉ ngơi sau chiến thắng này. Theo tờ The Standard cho biết, ngôi sao Josko Vardion dường như đã gặp phải một chấn thương dây chằng ở mắt cá chân và phải nghỉ thi đấu khoảng 2-3 tuần. Đây thật sự là một thông tin khiến những cổ viên của The Citizen cảm thấy không thật sự hào hứng. Người hâm mộ của City lo ngại rằng với sự vắng mặt của Vardion sẽ ảnh hưởng đến phong độ đua vô địch ở Ngoại Anh của thầy trò Pep Guardiola trong giai đoạn sắp tới. Dù vẫn chưa thể khiến những người hâm mộ của nửa đỏ thành Manchester quên đi sự xuất sắc của huyền thoại David De Gea, tuy nhiên theo những số liệu mới nhất từ những đầu báo nổi tiếng nhất thế giới chứng minh rằng Andre Onana đang làm rất tốt công việc của bản thân được giao cũng như là lọt top những thủ môn hay nhất Premier League trong mùa giải năm nay. Theo tờ Who Score cho biết, ngôi sao người Cameroon hiện đang đứng thứ nhất trong thông số Expected Goal Again. Còn theo tờ Footmode cho biết, tân binh Quỷ Đỏ hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 với những pha cản phá trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh với trung bình 3,47 lần cản phá, chiếm tỷ lệ 72,5% tỷ lệ cứu thua trong một trận đấu. Trên thực tế, Andre Onana vẫn đang nằm trong top 2 trong đề cử găng tay vàng Premier League ở năm nay với 7 trận giữ sạch lưới. Câu chuyện ban tổ chức của Ngoại hạng Anh đã phê duyệt mua lại 25% cổ phần của Manchester United từ Sir Tim Ratcliffe thì ai cũng biết. Dù vậy, theo tiết lộ từ các nhà báo nổi tiếng tại xứ sở sương mù cho biết, người đàn ông giàu nhất Anh Quốc này dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo chính thức để nói về câu chuyện định hướng phát triển tương lai của đội bóng trong thời gian sắp tới. Được biết, trong buổi gặp mặt này sẽ có đại diện của những cổ động viên tham dự. Động thái này được cho rằng sẽ khiến cho Sir Tim có được thêm sự ủng hộ từ người hâm mộ Quỷ Đỏ rất nhiều. Theo tờ Fichaje của Tây Ban Nha cho biết, câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha là Real Madrid đang có kế hoạch giải cứu ngôi sao Kai Havertz của Arsenal. Mặc dù đã có những thời điểm tỏa sáng trong màu áo mới sau khi chuyển đến từ Chelsea, tuy nhiên nhìn chung những kỳ vọng dành cho ngôi sao người Đức này từ ban huấn luyện và cổ động viên The Gunners vẫn chưa được Kai Havertz đáp ứng. Đặt trong bối cảnh Arsenal cũng rất muốn bán người nếu được giá, nhiều khả năng Kai Havertz sẽ cập bến sân vận động Santiago Bernabeu nếu như ban huấn luyện của kênh Khen Trắng chấp nhận con số 65 triệu bảng mà Mikel Arteta đưa ra cho thương vụ nói trên. Theo những cập nhật mới nhất từ tờ Metro cho biết, nhiều khả năng huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ có thể sử dụng ngôi sao Emile Smith Rowe trong trận đấu tiếp theo của pháo thủ gặp Burnley. Được biết, cầu thủ sinh năm 2000 này đã gặp một vài vấn đề ở mắt cá chân trước đó. Dù vậy, dường như đây là một chấn thương không đáng kể. Nếu như Emile Smith Rowe trở lại thi đấu, Mikel Arteta sẽ là người vui mừng nhất khi ông sẽ có thêm nhiều lựa chọn thi đấu hơn trong bối cảnh cuộc đua tới chức vô địch năm nay giữa tam đại thế lực là Arsenal, Liverpool và Man City đang rất khốc liệt. Bạn biết đấy, đôi khi mọi người đang nói rất nhiều về tương lai của bản thân tôi. Họ bảo Bruno Guimaraes sẽ chuyển đến Liverpool. Họ nói tôi sẽ khoác áo Paris Saint-Germain mùa sau hay cả Real Madrid nữa. Chẳng sao cả, họ đang làm những công việc mà họ được đào tạo. Tôi thì vẫn đang ra sân mỗi tuần cho đội bóng này. Bản thân tôi đang tận hưởng những điều tuyệt vời nhất tại Newcastle. Tôi sẽ chẳng đi đâu cả, nơi đây là nhà của tôi. Đó chính xác là những lời mà ngôi sao Bruno Guimaraes đã chia sẻ với Sky Sports cách đây vài giờ về những đồn đoán rằng bản thân sẽ chuyển đến khoác áo Liverpool trong mùa giải năm nay. Được biết, sau khi nghe được những phát biểu từ cầu thủ người Brazil, những cổ động viên của chiếc chòe đã vô cùng vui mừng và phấn khởi. Theo những cập nhật mới nhất từ tờ báo Newcastle World cho biết, huấn luyện viên Eddie Howe cùng những người cộng sự của mình đang lên danh sách và chuẩn bị đẩy đi 7 cầu thủ trong đội 1
nhằm có chỗ để mang về các mục tiêu tiềm năng hơn trong tương lai. Được biết, huấn luyện viên người Anh có thể bán cả những ngôi sao như Miguel Amiron và Alexander Isak để có thêm nguồn kinh phí tái đầu tư vào thị trường chuyển nhượng. Son Heung-min hiện còn hợp đồng với đội bóng Bắc London đến năm 2025. Tuy nhiên, với đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Hàn Quốc trong lối chơi của Spurs, một bản hợp đồng mới giữa Son và Spurs sẽ được ký kết trong thời gian sớm nhất. Theo OKFA, cả hai bên có thể sẽ ngồi lại vào mùa hè để xem xét một hợp đồng mới khi Tottenham tìm cách trói chân ngôi sao của họ. OKFA nói với The Spur Web về hợp đồng mới dành cho Son như sau: tất cả các bên đều rất thoải mái về hợp đồng mới và mong muốn đạt được thỏa thuận. Không có sự vội vàng đặc biệt nào để thỏa thuận được thực hiện và nó sẽ được xem xét lại vào mùa hè tới đây. Sau khi Jurgen Klopp tuyên bố chia tay Liverpool vào cuối mùa giải này, hàng loạt cái tên được nêu ra để thay thế huấn luyện viên người Đức và trong đó có cả huấn luyện viên Ange Postecoglou của Spurs. Và mới đây, theo tờ Telegraph thì Postecoglou sẽ không gia nhập Liverpool hay bất kỳ câu lạc bộ đối thủ nào khác vào mùa hè này khi huấn luyện viên người Úc muốn tiếp tục gắn bó với gà trống London. Postecoglou đã ký hợp đồng 4 năm với Spurs khi ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng cho câu lạc bộ này vào mùa hè năm ngoái và hiện tại những gì mà huấn luyện viên người Úc làm được tại Spurs thật sự rất đáng khâm phục. Mới đây, Cole Palmer đã có những chia sẻ về việc huấn luyện viên Pochettino làm cách nào để phát huy hết khả năng của mình. Palmer nói với Standard Sport như sau: huấn luyện viên đã giúp đỡ chúng tôi mỗi ngày, nhưng nó chỉ là những cuộc trò chuyện nhỏ, nhưng nó giúp chúng tôi biết mình phải làm gì. Pochettino rất tuyệt vời, ông ấy luôn động viên và khích lệ tinh thần cho toàn đội. Khi tôi mới đến, ông ấy đã ân cần chỉ bảo cho tôi, và thật sự tôi rất biết ơn vì điều đó. Bình luận viên Jamie Carragher cho biết, ông thực sự ấn tượng với tiền vệ Conor Gallagher hơn là Enzo Fernandez. Carragher nói với Sky Sports như sau: nếu bạn quay lại trận đấu đầu tiên của mùa giải, thực ra Conor Gallagher đang chơi vị trí sâu hơn và Enzo Fernandez thực sự đang chơi ở giữa các tuyến. Nếu bạn thực sự còn nhớ trong trận đấu đó, Liverpool đã cố gắng phong tỏa Gallagher một cách rất vất vả vì anh ấy thực sự rất xuất sắc. Tôi có thể nói ngay bây giờ, Conor Gallagher là một trong số những cầu thủ khiến tôi ấn tượng nhất trong mùa giải này. Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Bayern đã cân nhắc việc chiêu mộ Mikhailo Modric từ Chelsea vào cuối tháng 1, nhưng họ không thể có được một cuộc đàm phán cụ thể nào. Không có cơ hội cho hùng xám xứ Bavaria tiếp cận Modric vì Chelsea không muốn anh ấy ra đi, nên giờ đây Bayern đang tập trung vào việc đưa Brian Zaragoza về câu lạc bộ. Theo những thông tin mới nhất từ các đầu báo ở Anh Quốc và Đức cho biết, các tuyển trạch viên của Liverpool đã có mặt trong chiến thắng 3-0 của Bayer Leverkusen trước Bayern Munich để theo dõi 3 cầu thủ là Jamal Musiala, Florian Wirtz và Piero Hincapié. Hiện tại 3 cầu thủ này đang là các mục tiêu tiềm năng mà thượng tầng Liverpool đang muốn đưa về sân Anfield, nhất là Jamal Musiala. Mới đây trên trang chủ của câu lạc bộ, Liverpool vui mừng xác nhận Sven-Goran Eriksson sẽ là thành viên của ban huấn luyện Liverpool FC Legion trong trận đấu với Ajax Legion tại Anfield vào ngày 23 tháng 3. Cựu huấn luyện viên người Anh sẽ tham gia cùng một đội gồm những cầu thủ vĩ đại của lữ đoàn đỏ, bao gồm Ian Rush, John Barnes và John Aldridge cho trận đấu từ thiện thường niên của quỹ LFC. Và cùng thêm một thông tin đến cựu huấn luyện viên tuyển Anh. Theo chuyên gia săn tin Romano, huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson mới đây cho biết ông luôn mong ước một ngày nào đó sẽ được làm huấn luyện viên Liverpool và dường như cơ hội đã đến với ông. Nhưng tất nhiên đó chỉ là một sự tri ân mà thôi trong bối cảnh mà huấn luyện viên này đang mắc bệnh ung thư quái ác.